Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến người lao động cũng gặp không ít khó khăn. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp công đoàn ở quận Hoàng Sơn đã luôn sát cánh cùng người lao động. Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 2 trường hợp F0 đã khỏi bệnh và 3 trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp đoàn viên, người lao động có thêm một phần kinh phí trang trải trong giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giờ thì ở nơi, chồng ở ngõ, con ở ngõ nữa. Gia đình cũng chưa làm việc được hết, chỉ có mình em đi làm thôi. Bên cái đoàn cũng quận giúp đỡ cho em, thì tạo điều kiện giúp đỡ cho em, cảm ơn cho em, không biết có gì hơn nữa. Với vai trò, trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn quận đã có nhiều hoạt động như hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc, mất việc, nhận các khoản trợ cấp kịp thời. Nhất là trong thời gian ai ở đâu thì ở đó, thông qua đường dây nóng, lãnh đạo liên đoàn trực tiếp xác minh và đến trao hỗ trợ, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm, đồng lòng chống dịch. Bây giờ em thấy như thế này, em thấy hạnh phúc lắm anh. Thay mặt cho toàn thể anh em đang ở lại chống dịch ở đây thì cảm ơn ban liên đoàn quận đã quan tâm giúp đỡ. Liên đoàn lao động quận cũng đã kịp thời tới thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho các trường hợp bị F0, F1, F2 là những trường hợp mà có hoàn cảnh khó khăn. Thì qua đó cũng đã động viên cũng như giúp đỡ người lao động vượt qua cái thời điểm khó khăn này.